Kính thưa quý thầy, cùng các em thân mến, chúng ta có một cái tư liệu, tuy rằng nó có tới mười mấy trang đó, nhưng mà thật sự thì cũng không có cái gì là rắc rối và nhiều thứ. Khi chúng ta nhận được những cái câu hỏi để ôn tập á, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái tư liệu đó để giúp chúng ta nắm chắc vấn đề. Nếu mà mình có một cái tư liệu học của môn triết Tây có 1-2 trang thì chắc chắn các vị phải đi tìm tới sách. Còn cái phần giáo án, giáo trình gửi cho lớp thì để chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn, mà cũng rất là đại ý và cũng rất là xúc tích. Và đến khi chúng ta viết bài, làm bài thi, cái điều mà tăng ni sinh hay quan tâm thì như con nói rồi, với bộ môn của chúng ta sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm. Và sau phần trắc nghiệm thì có một số câu hỏi bắt buộc, ví dụ như là những cái đặc điểm chính của triết học Hy Lạp cổ đại là gì, có những đoạn là mình phải viết tay. Rồi trong giai đoạn triết học Hy Lạp cổ đại La Mã thì chúng ta cảm nhận cái vị triết gia nào mà mình ngưỡng mộ và vì sao, tức là sẽ có khoảng vài câu hay là giải thích cái tư tưởng triết học Plato, triết học Cái Hang, ví dụ vậy, thì sẽ có một vài cái phải viết để nó thể hiện cái phong thái viết lách của mình ra sao, nhưng vài câu thôi, còn chúng ta toàn bộ là đánh trắc nghiệm. Nhưng nếu chúng ta không có coi kỹ, và tất nhiên những câu hỏi đó sẽ cho lớp chúng ta trước, chứ phải vô thi mới cho. Như vậy yên tâm chưa ạ? Không có ai rớt cái môn này theo như con thấy. Vì là một khi mà mình hiểu bài rồi thì cho 3 câu A, 4 câu A, B, C, D là mình nghe cái gì vô lý là mình biết rồi. Chỉ có khi là mình chưa từng học, mình không biết nó là ở đâu, mình như trên trời rơi xuống thì đúng là mệt thật. Nhưng mà mình đã được biết qua. Ví dụ như là triết học phương Tây ra đời giai đoạn nào, thì nó sẽ có thế kỷ thứ nhất, rồi thứ tư trước công nguyên, thứ ba sau công nguyên, thứ sáu trước công nguyên, thì mình chọn cái nào? Đó thì tất nhiên là mình có điểm rồi. Nó sẽ có cách để cho mình đỡ phải học một cách dông dài. Nhưng mà có một số câu mình sẽ phải học, học thuộc thì quy định trước luôn, chứ không phải bắt học hết rồi vô không biết cái đường nào, khỏi lo. Cuối cùng là mình học xong cái môn này, mình phải nắm được cốt lõi của lịch trình tiến hóa, lịch sử triết phương Tây. Nó bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, nó đi qua những giai đoạn nào, và mình cũng phải mang ơn các triết gia Hy Lạp cái gì. Thì ta nhận định rằng nếu không có nền văn minh Hy Lạp, không có toán học, không có triết học, không có những cái vấn đề mà bây giờ mình, nhân loại đang thừa hưởng nền văn minh bắt nguồn từ Hy Lạp. Nếu như chúng ta không học môn triết Tây hay lịch sử văn minh phương Tây, chúng ta cũng sẽ lẫn quẩn ở trong các cái nước phương Đông, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước châu Á là nhiều hơn. Bây giờ mình tìm hiểu với tính cách trên mạng, thông tin truyền thông thời đại, thì cái nhìn về cái xã hội phương Tây nó không giống như chúng ta tìm hiểu thông qua cái bộ môn lịch sử triết Tây này. Đó, chúng ta sẽ thấy những cái tư tưởng của các triết gia cũng gặp tư tưởng minh triết phương Đông ở nhiều mặt khác nữa, chứ không phải là không có. Nhưng mà khi chúng ta được tiếp cận, chúng ta sẽ thấy nó có những cái điều rất là minh triết, rất là thú vị. Thì Hy Lạp cổ đại sẽ còn cái phần gọi là giai đoạn, một là sơ khai, hai là hưng thịnh phát triển là thời Socrates, và ba là suy tàn. Thì cái giai đoạn Hy Lạp cổ đại suy tàn đó, thì chúng ta chỉ viết một dòng như vậy thôi, rồi con sẽ cung cấp trong tư liệu để quý thầy các em nắm vững mà nắm chi tiết. Nhưng mà trong cái căn bản là cái giai đoạn suy tàn, con người ta đi theo một cái tư tưởng giống như của Socrates, nhưng mà nó đã ở cái giai đoạn người ta chuyển hóa nó, thay đổi nó, trở thành một cái tư tưởng sống rất là khắc nghiệt. Thấy chưa nào? Cái tinh thần đạo đức lúc đó rất là khắc nghiệt, nó ra một cái gọi là chủ nghĩa khắc kỷ. Giai đoạn Hy Lạp suy tàn á là chủ nghĩa khắc kỷ. Đó,
ai mà có tài liệu trong cuốn sách nữa. Cái này như là tư liệu này con có phát chưa? Để có thể chưa có cái chủ nghĩa khắc kỷ ở đây. Rồi, thì cái chủ nghĩa khắc kỷ là đa số là các vị vua chúa lại thích cái quan niệm này. Vua là thích hưởng thụ. Mà cái giai đoạn triết học Hy Lạp, giai đoạn suy tàn, thì những cái con người quý tộc vua chúa có nhiều người lại thích đi về cái khuynh hướng của chủ nghĩa khắc kỷ. Cái khuynh hướng đó người ta cũng nhìn nhận rằng sự hưởng thụ không đem lại hạnh phúc. Chính cái cách sống khắc kỷ, tự gì điều tiết chính mình thì đem lại hạnh phúc, an lạc, trong sạch và thánh thiện hơn. Tức là bắt đầu họ thừa hưởng cái tinh thần sống vô ngã. Mình dùng từ vô ngã, trước đây là không có vô ngã rồi, nhưng mà mình nói rằng lúc đó Socrates đã sống tinh thần vô ngã chứ còn cái gì nữa. Ông không có quan tâm đến gia đình vợ con gì hết trơn á. Ông không cần biết trong nhà ông có bao nhiêu tài sản hay nô lệ, có thể là một con số không. Nhưng mà Socrates lại để lại một cái hình ảnh coi như là nhân loại phải ngưỡng mộ, mà người ta xem ông như một cái ngôi sao rực sáng của nền Hy Lạp cổ đại bởi cách sống vô ngã của ông. Nhưng mà trước đây người ta đâu có dùng những cái danh từ Phật học như mình. Người ta chỉ nói ông là chỉ có một điều phải biết, đó là tôi không biết gì hết. Tự khẳng định mình không, tức là vô ngã. Tự xem mình như là một hạt bụi, tức là ông đã vô ngã rồi. Ông sống một cái lối sống chỉ biết vác túi xách mà đi vào trong thành Athens mà khai hóa cho người ta. Vì ông nghĩ rằng con người không có trí tuệ thật là đau khổ biết bao nhiêu. Chỉ có ông là nghĩ ra điều đó. Quý thầy thấy không? Ai cũng muốn đi coi nhạc kịch opera, đi xem đua ngựa ở trường đua, đi là vũ pa lê vân vân. Những cái gì mà người ta có thể hưởng thụ được cái giai đoạn đó thì người ta làm. Còn riêng ông đơn giản, giống như quý thầy vậy đó, con cái áo nâu nó mặc hoài thôi, phải không? À, ông thầy mà nhiều quần áo quá nó hơi kỳ rồi đó. Đó. Rồi mà ông cứ xách cái túi, ông đi như vậy ở trong vào những cái thành như vậy. Rồi ông thấy bất cứ ai ông chật lại, mà người ta chật lại hỏi mà người ta trả lời là phải thấy người cái vẻ mặt và cái phong thái của ông phải rất là trí tuệ. Quý thầy theo tự nhiên mình dính tới mình hỏi, nhiều khi người ta đánh mình á. Nhưng đây ông hỏi là người ta trả lời. Như vậy không đơn thuần là ông đến mà hỏi không, mà ông có một cái phong thái chinh phục người khác. Quý thầy thấy sáng mình không quen biết mà chạy tới hỏi thì đúng là quý thầy sẽ trả lời. Nhưng ở cái xã hội bây giờ người ta đang tất tả đua chen, mà mình chặn người ta lại có khi người ta đòi đánh mình. Ta là nợ nần vợ con tùm lum đây chưa lo, chặn lại nói cái gì, phải không? Còn đây ông đi vào trong kinh thành, người quý tộc, thanh niên, kẻ già, người trẻ gì ông hỏi cũng trả lời hết. Mà dùng cái phương pháp là gì? Đỡ đẻ, dùng cái từ đó cho dễ nhớ. Mà đó là trong cái lịch sử cũng để lại như vậy. Tức là phải nâng đỡ, phải nâng niu, chứ phải sát phạt người ta. Trả lời trật. Nhiều triết phương Tây ra đời giai đoạn nào? Ra đời giai đoạn thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Nhưng mà mình trả lời thế kỷ thứ nhất, thì nếu như cái người mà người ta nắm vững vấn đề, người ta sẽ mắng vô, đúng không nào? Sẽ trả lời kiểu gì vậy? Sao mà triết học Hy Lạp cổ đại mà ra đời thế kỷ thứ 6 rồi, học hành như vậy mà học cái gì? Đồ ngu vân vân. Nhưng hình như Socrates không có cái phong thái đó. Ông sẽ nói nhớ lại đi, thế kỷ thứ nhất sẽ là giai đoạn Chúa Giêsu ra đời kia mà. Làm sao còn cổ đại được? Hy Lạp cổ đại phải là từ cái thời xa xưa, con người mới bước ra khỏi thần thoại, đi ra khỏi thi ca cổ đại. Thì cái thế kỷ đó lại đồng với lại một bên này phương Đông là Đức Phật ra đời. Ta gợi mở như vậy đó, càng nhớ liền thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Cho nên học thì ngắn, nhưng mà suy tư thì nhiều. Cái đó là cái hay đó. Sau khi chúng ta học với nhau môn này, một vài tăng ni sinh có là liên lạc để mà gì? Tất nhiên tìm hiểu về môn học là một phần,
Cái thứ hai là họ cũng bắt đầu có những cái suy tư triết học, đặt ra những câu hỏi mà con thấy rằng là chúng ta có tinh thần suy tư trong cái thái độ học của mình. Nếu mình nhìn kỹ trong môn học, sẽ thấy trong một giờ học chúng ta học nhiều thứ lắm, không phải chỉ là đi qua các lịch trình đó. Trong cái giáo trình quý thầy có trong tay rồi phải không ạ? Con có nhờ thầy Quang in ra chưa ạ? À? À, chưa. Thầy Quang in ra dùm cho lớp xem đó, để mà giờ học thì chúng ta có trong tay. Thì đó, chúng ta sẽ thấy có một đoạn con ghi rất rõ là tăng ni sinh phải học thuộc. Đó là những cái đặc điểm, những giai đoạn lịch trình lịch sử của triết phương Tây. Đó là quý thầy. Bởi vì sao? Phải thuộc lòng. Mai mốt đã chúng ta chia tay nhau rồi, say goodbye rồi phải không nào? Nhưng cái đoạn đó chúng ta vẫn sẽ phải là nhớ. Bởi vì là nó liên quan đến toàn bộ tiến trình phát triển của triết phương Tây. Quý thầy sẽ thấy nè, tính thời đại của tri thức triết học qua các giai đoạn lịch sử, trang số 3, lớp chúng ta có mở ra xem. Và mùa Tết này học chừng đó đi, để nghỉ rồi chúng ta thoải mái học có mấy câu đó thôi, rồi vô năm chúng ta còn một sẽ, nếu được, nhưng tuy học chừng đó nhưng sẽ cung cấp cho quý thầy những câu hỏi nào cần để làm bài thì đã có hết trong tay luôn đó. Cho nên là rất là đơn giản đối với môn học. Thì cái tính thời đại của tri thức này nó sẽ nói nè, triết học, tri thức triết học thần thoại, tính thời đại nguyên thủy cổ xưa còn thô sơ ngây thơ chất phác, phần 4 nhỏ, trang số 3, thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đó là giai đoạn triết Hy Lạp cổ đại hình thành, là mình phải thuộc rồi nè. Rồi tri thức triết học kinh viện tôn giáo là hôm nay mình học đây, ngàn năm thời Trung Cổ, từ thế kỷ thứ 3 cho đến 14. Chúng ta sửa lại dùm con đi. Thế kỷ thứ 3 trong này đề thứ 8 là sai. Thế kỷ thứ 3 toàn lớp sửa dùm. Thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 14 sau công nguyên, đó là giai đoạn triết học kinh viện. Đó là giai đoạn là đêm trường Trung Cổ hôm nay chúng ta sẽ học. Giai đoạn thứ 3 nè, chúng ta sẽ viết một từng giai đoạn, số 1 nè, 2 nè, 3. 3 là tri thức triết học với thông điệp lấy con người làm trung tâm của vũ trụ, thế kỷ 14 đến 16. Đó là giai đoạn triết học phục hưng. Đó là số 3. Cái phần số 4 đó, đánh dấu để mà học. Số 1 là Hy Lạp cổ đại mà không có ghi, số 1 thì ghi vô ngay là phần 4 nhỏ, tính thời đại của tri thức đó. Rồi sang tri thức triết học kinh viện là số 2, tức là triết học thời Trung Cổ. Thứ 3, tri thức triết học lấy con người làm trung tâm vũ trụ, thời đại phục hưng. Đó. Rồi số 4. Rồi số 4 đây. Đây thì bị mất mấy cái dòng số nè. Là những tri thức chuyên biệt đó, phản ánh cái thành tựu ánh sáng của khoa học kỹ thuật là thế kỷ 17, 18 là triết học ánh sáng. Số 4, những tri thức triết học chuyên biệt. Ở giai đoạn chúng ta ghi là triết học ánh sáng. Chúng ta ghi thêm vô. Số 4 là triết học ánh sáng. Rồi số 5 là triết học nghiên cứu thế giới, con người, vân vân, là triết học cổ điển. Và số 6, triết học phát triển các trào lưu tư tưởng thời đại thế kỷ 20. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang 3 với trang 4. Lớp chúng ta thấy rõ chưa ạ? Đó. Như vậy là tại sao con nhấn mạnh là mình học bộ môn của mình là lịch sử triết học phương Tây, quên hết nhớ chừng này cũng được nữa. Đó. Tại sao học thuộc cái này? Ủa, triết phương Tây nó có cái gì? Triết Đông là triết Phật giáo, triết Ấn Độ, mình phải học nhiều thứ lắm. Nhưng mà triết Tây mình phải nắm những cái căn bản nhất, vì mình chỉ học có một lần thôi, rồi mình chia tay với nó. Thì mình phải nắm cái mấu chốt, chứ không thôi đưa nguyên cuốn sách cũng không biết cuối cùng mình chia tay nhau rồi mình nhớ cái gì trong đó nữa, nó nhiều quá. Thì đấy, phân định rõ cho chúng ta
từng giai đoạn lịch sử thì có 6 giai đoạn. Đó, một là Hy Lạp cổ đại, hai là triết học Trung cổ, ba là triết học thời đại Phục Hưng, bốn là thời đại khai sáng, năm triết học cổ điển, sáu là triết học thời hiện đại. Hết, có 6 giai đoạn đó thôi. Như vậy thì ngay trong cái phần giới thiệu môn học, chúng ta cũng biết triết Tây đi qua 6 giai đoạn đó, và mỗi một giai đoạn chúng ta sẽ nắm những cái tinh hoa của giai đoạn đó. Ai giỏi thì nhớ một vài triết gia xuất sắc, thế là đủ rồi, không có gì phải ân hận về môn học này. Nhưng mà người nào có một cái tinh thần gọi là tìm hiểu về triết học thì sẽ thấy trong cái bộ môn của chúng ta cũng sẽ có nhiều cái vấn đề minh triết rất là tuyệt vời. Thì bắt đầu quý thầy và các em sẽ tìm hiểu cái giai đoạn hôm nay, triết học thời Trung cổ, về cổ đại Hy Lạp, bây giờ sang thời Trung cổ. Nó sẽ kéo dài, đánh giá cái mốc của nó là lúc Đức Chúa Giêsu ra đời. Năm 2018, có nghĩa là Chúa Giêsu ra đời đã 2018 năm. Lịch Tây lịch đánh dấu theo gì? Đánh dấu theo Chúa Giêsu ra đời. À, cái Tây lịch là Chúa Giêsu ra đời. Còn Phật lịch 2561 là mình biết Đức Phật nhập Niết Bàn 2561 năm. Đó. Còn thế kỷ thứ nhất là Chúa Giêsu ra đời. Nhưng đó là nói về lịch sử. Còn cái triết thời Trung cổ nó sẽ từ thế kỷ thứ 3 mới xác lập. Đó. Tại sao Chúa ra đời từ thế kỷ thứ nhất mà triết học thời Trung cổ, tức là thần học á, lại ra đời vào thế kỷ thứ 3? Bởi vì là Chúa chết mất đi gần 300 năm, người cái phương Tây mới công nhận Chúa Giêsu. Chứ không phải Chúa ra đời là khiêng Chúa lên cái vị trí thượng đế đâu nghe. Người ta cũng chống trả rồi những cuộc chiến tranh đẫm máu cùng với cái triết học Thiên Chúa này, cùng với cái thần học. Vì từ thần học là đúng nhất, tại vì là cái giai đoạn này ca ngợi một vị thượng đế sáng tạo làm ra tất cả mọi thứ cho cuộc đời, từ con người, vũ trụ, muôn loài đều do bàn tay của thượng đế tạo ra. Và cả 1000 năm trời người ta chấp thuận cái quan điểm đó. 1000 năm trời người ta chấp thuận cái quan điểm là tất cả mọi thứ là Chúa tạo ra hết. Cho nên một khi đã Chúa tạo ra rồi còn nghĩ cái gì nữa bây giờ? Phải không? Cái thời Hy Lạp cổ đại người ta còn đi tìm cái bản nguyên của vũ trụ. Cái gì đầu tiên, cái nguyên tử nào, nước hay lửa hay là nguyên tử? Nếu trước đó là thi ca thần thoại, Hy Lạp cổ đại bắt đầu tìm cái bản nguyên của vũ trụ. Socrates bàn về con người, thì sang cái thế kỷ thứ nhất Tây lịch này, tất cả mọi thứ đều do Chúa hết. Thì có cái gì để bàn hay không? Không có gì để bàn hết. Tất cả là do Chúa rồi. Cho nên á, mình thấy mình nghiên cứu Phật giáo thì nó quá tuyệt vời. Đó. Ở trong quan điểm của Phật giáo thì quý thầy với các em thấy ai sáng tạo ra vũ trụ này? Nếu bên Thiên Chúa họ khẳng định Chúa tạo ra tất cả, thì mình, quan điểm Phật giáo, ai tạo ra? Hả? Phải lớn. Dạ, mẫu Phật Bạch Sư Cô là do duyên tạo ra. Duyên sanh. À, bạn trả lời do duyên. Một người bên cạnh nói duyên sanh, một người thứ ba nói duyên hợp. Ba người nói thưa sư do duyên tạo ra. Bạn bên cạnh nói duyên sinh chứ. Bạn thứ ba nói là duyên hợp chứ. Đó, duyên sanh. Cái từ chính xác là duyên sinh. Có duyên thì thành tựu, mà hết duyên tan rã. Cho nên á,
khi Chúa nói tất cả do Thượng Đế sáng tạo, thì mình là một con người đi dưới ánh sáng minh triết của Phật giáo, với tuệ giác của Đức Thế Tôn, thì chỉ hai từ duyên sinh. Nó chính xác, nó tuyệt vời. Còn duyên sinh như thế nào? Do sự nghiên cứu, do cái sự tu tập của chúng ta, để chúng ta giải thích cái từ duyên sinh đó. Có người đem thập nhị nhân duyên ra giải thích tốt, không nào? Nhưng mà chúng ta nhìn ở ngay bản thân mình, không có tinh cha huyết mẹ, không có một cái thức đi đầu thai, làm sao có chúng ta trên cuộc đời này? Mà điều đó trong kinh Trung Bộ, Đức Phật cũng đã giải thích quá trình hình thành một mạng sống. Thì chưa nào? Có thức đi đầu thai, cha mẹ trong giai đoạn có thể thụ thai, có tinh cha, có huyết mẹ, có những điều kiện để hình thành bào thai. Kinh Tạng Nguyên Thủy cũng giải thích, Kinh Tạng Đại Thừa cũng giải thích. Nhưng cái vấn đề tại sao mình trả lời được là mình hệ thống hóa sau những cái gì mình học. Bây giờ mình đừng có lo, trời ơi sao giờ mình cũng không biết nắm vững vấn đề như thế nào. Chúng ta cứ học, rồi một năm thứ nhất đi qua, mình hệ thống lại, mình nhìn về Phật giáo, về thế giới, về con người. Năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, cứ từng giai đoạn đi qua, cái sự trưởng thành về mặt nhận thức nó sẽ thay đổi, nó sẽ khác. Thế nên hạnh phúc nhất là được làm tăng sinh, được làm ni sinh, buổi sáng sắp cặp đi học, phải chưa nào? Đó, được tiếp nhận những cái điều đã biết, chưa biết, nhưng đó là cơ sở để mình nhìn nhận lại, đánh giá lại cái sự hiểu biết của chính bản thân mình. Thì bây giờ chúng ta trong cái chương trình hôm nay, mình học về cái giai đoạn 1000 năm. Triết học bây giờ là chương 1 là khái niệm triết học, chương 2 là Hy Lạp cổ đại, chương 3 triết học Tây Âu thời Trung Cổ, triết học phương Tây thời Trung Cổ. Chúng ta sẽ lắng nghe về sự ra đời của triết học Kitô giáo. Rồi mình bây giờ là nói chuyện ngoài đề chút xíu, là con cũng từng đến nhà thờ giảng ít nhất là 5 lần. Và người ta mời mình đến nhà thờ giảng một cách nghiêm túc. Và không phải vì mình đến đó để mà mình phải nói cái chuyện là mình ca ngợi Thiên Chúa, mà mình cũng không hề chê họ, và mình cũng không ca ngợi là Phật dạy tôi thế này thế kia. Nhưng mình nắm vững cái gì mà Chúa nói hợp quy luật nhân quả, mình đem ra mình nói, để mình khẳng định lời dạy của Đức Phật về nhân quả là hoàn toàn đúng. Rồi là mình sẽ nhắc Chúa từng nói một cái câu là hãy nhìn kia, ta đã ban cho cuộc đời này chim bay trên trời, muôn hoa dưới đất, phải chưa nào? Rồi muôn vật sống, và ta cũng cho ngũ cốc các loại để nuôi sống con người. Vì vậy các con hãy để cho chim bay trên trời, hãy để muôn vật đi tự tại trên mặt đất, vì ta đã cho các con đầy đủ lương thực và ngũ cốc. Mình bám vào cái đó để mình nói Chúa đâu có dạy ăn thịt đâu. Mình lấy lời Chúa ra để mình phổ biến cái gì? Cái vấn đề hoằng pháp của Phật giáo. Rồi khi mình bước vô trong một cái hội chúng của các cha, các ma sơ và những người tín hữu Kitô giáo, thì lập tức cái ma sơ làm MC chương trình là một người mà họ có sự chọn lựa rất là kỹ, thấy chưa nào? Ngoại hình, tiếng nói, phong thái, chinh phục, có thể chinh phục được các đối tượng. Và khi mình bước vô thì họ sẽ nói rằng gì? Cảm ơn Thiên Chúa đã đem sư Hương Nhũ đến đây với chúng con. Nếu mà nói chuyện xong rồi thì cảm ơn Thiên Chúa đã gì? Ban phúc lành cho sư Hương Nhũ, cho chúng con một bài nói chuyện vô cùng ý nghĩa và đầy cái ánh sáng an lành. Cái gì phải cảm ơn Thiên Chúa hết, tất cả là Chúa đem đến. Còn mình là hôm nay mà mình đến đây là đủ duyên, phải không nào? Nếu cúp điện là thôi khỏi học, không đủ duyên. Đó, mình cũng nói ông nhà đèn làm sao điện cúp, nhưng mà nhà Phật sẽ thấy không đủ duyên, thấy chưa?
cái buổi học đầu tiên rơi vào ngày Tết Tây, không đủ duyên. Nhưng đối với Thiên Chúa là Chúa đã không đem sư lại với lớp. Hôm nay Chúa sắp xếp như thế, tất cả là Chúa. Hỏi sao thầy đi tu? Duyên, cái câu đầu tiên cả. Duyên đi xuất gia. Không, còn cái lý do tâm sự đời tôi cái gì tính sau. Nhưng mà nếu ở bên ma sơ hỏi tại sao sơ đi tu, ơn Chúa gọi, Chúa gọi mới đi, Chúa không gọi khỏi đi. Tất cả là do Chúa hết. Cho nên cái sự lệ thuộc đó làm cho người ta phải có là một cái thái độ niềm tin vô cùng thần thánh. Người ta tuyệt đối tin vào sự sắp xếp an bài của Thiên Chúa. Còn vô trong nhà thờ có nói như thế nào? Nếu tất cả là Chúa an bài, như vậy chúng ta khẳng phủ định cái tình thương của Chúa rồi. Chúa an bài cho nên Chúa tạo ra có hòa bình, lại có chiến tranh cho người ta đánh nhau. Chúa an bài cho nên tạo ra một con người lầm lặn, dễ thương, thông minh, trí tuệ, rồi cũng tạo cho con người mù nè, gâm điếc, tật nguyền, ngu si, nghèo nàn. Chúa tạo ra sự bất công trên đời này để làm gì? Để nhìn cho người ta đau khổ cho vui à? Ta phân biệt cho ta cho người này điều này và ta lấy người khác cái kia. Ví dụ một cái người mù, sao Chúa bị mù? Chúa lấy đi đôi mắt của con. Sao bị ung thư? Chúa an bài cho con bị ung thư gan. Chứ không có nói mình uống rượu mà bị ha. Tất cả là Chúa hết. Hôm qua ông kia gì đó không biết nữa, đá bóng Việt Nam hình như thua phải không ạ? Hình như thua. Hèn chi 4-3 giờ bắt đầu, 4 giờ 5 giờ số ca im ra. Mình nhớ cách đây mấy ngày thì nó la đến mức độ mà các vị ni sinh ở trong chùa tu hành không có biết gì đá banh á, mà kích động nó cũng la theo. Mà hỏi các em làm gì mà tôi hết hồn la gì vậy? Thưa sư phụ, đội Việt Nam chiến thắng mà trong chùa không có tivi, không có gì hết, mà đang sắt, đang gọt, đang quét mà cũng liệt hết la lên. Cái đó là cái gì? Cái từ trường mạnh như vậy đó, chúng ta đâu có nhìn thấy. Cho nên cái gì đó thanh tịnh thì nó cuốn mình, mà cái gì nó ô nhiễm nó cũng cuốn mình. Nhưng cái môi trường thanh tịnh nó ảnh hưởng rất lớn, thì cái người đó phải có đạo lực mới không bị cái ngoại cảnh nó chi phối, chứ còn là bị hết. Xong rồi cái ngày chung kết gì đó mà sao mà thấy trời ơi, sư ơi, cái gì cũng phải giải quyết trước 2 giờ nha sư. Bữa đó con dạy trên học viện lớp đào tạo từ xa khóa 4, mà cái chú lái giữ xe á, chú nói sư ơi, sư làm gì 2 giờ kết thúc nha sư, là hay cho lớp là về trễ học ráng cho nên là về sớm nha sư, 2 giờ kết thúc không có giữ xe đâu ạ. Mình cũng không biết là vì chuyện gì nữa. Ủa chuyện gì vậy chú? Trời ơi, lạc hậu vậy, chung kết giải bóng đá châu Á không, Việt Nam toàn thắng. Rồi là quý thầy ở trong đây đâu có thấy cảnh ngoài đường, tất cả là áo ở đâu sắm vô, Việt Nam vô địch. Coi như là lớp thì ngoài, ở trong thì coi, ở trong các cái hàng cà phê rồi đó nó bu đầy hết, ở ngoài đường cứ mặc áo chạy ngoài đường vậy. Tức là sẽ có những người không coi, chỉ chờ tin thắng làm kẻ điên thôi, chứ không cần biết bên trong là cái gì hết đó. Mà chỉ cần bên trong mà la lên thắng là sẽ lao ra ngoài đường và làm kẻ điên loạn đó. Cho nên là ví dụ như mình mà nghe đâu là thua là vì im re, không còn nghe la hét gì hết. Tôi nói trời ơi, may quá, vì hôm trước nghe thắng đã có người chết, lao vào trong cái đoàn xe như vậy có người chết, và cũng vì say mê chiến thắng người ta giết theo, đâm gà mổ cổ rụng chè be be. Rồi cũng là cái chuyện cá cược, bao nhiêu người đau khổ là đội mũ ra đi, 2 bàn tay trắng. Cho nên cái tinh thần thể thao nó đâu phải như vậy, nó trở thành đỏ đen rồi. Và với cái nhìn của Kitô giáo, nó sẽ là Chúa đã an bài cho đội Việt Nam. Cái gì cũng vậy hết. Chúng ta sẽ đi vào cái 1000 năm thời Trung Cổ, gọi là đêm trường Trung Cổ, vì nó tối. Phải không? Mình phải suy tư, chứ nó phải ra những ánh sáng nó mới là trí tuệ. Còn đấy cứ mịt mù ở trong đó là bởi vì sao? Còn phải nghĩ gì nữa? Chúa sắp đặt như vậy, Chúa an bài như vậy, Chúa làm như vậy. Nên con người ta
đôi khi cái gì đến với con người đổ cho Chúa hết. Sao con nghèo vậy? Chúa cho con như thế. Ôi chị, chúc mừng nhà bác nhé, Chúa cho bác nhiều quá, cái gì Chúa hết. Cho nên cái vấn đề nhìn lại tự thân để tu sửa bản thân mình, đôi khi cái sức mạnh đó nó mất. Chiếu đạo Phật cái giá trị nhân bản rất là lớn. Và con giảng á, những tín hữu Kitô giáo nghe pháp còn nhiều lắm với thầy. Và có một vị người ta là Kitô giáo và luật sư, con nghe không thiếu một bài pháp nào của sư hết. Kể cả những bài mà sư giảng cho các thầy, các sư ở trong học viện, nói chung là con nghe được hết. Con cảm nhận một cái gì rất đặc biệt ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Hình như nó có cái tình thương ở trong đó. Cái mà Chúa gọi là tình thương con khó kiếm ở trên cuộc đời. Kể cả những bài giảng của một số cha trong nhà thờ, con chỉ thấy mở thánh kinh ra và đọc. Và cái tuần lễ đó nghe ha, quý thầy, là tất cả nhà thờ trên toàn thế giới đều đọc một cái phần thánh kinh như nhau. Đọc cách nào, giảng cách nào là tùy, nhưng mà cái tuần đó, tháng đó, ngày đó là toàn thế giới các nhà thờ đều sẽ đọc cái bản kinh đó, đều giống như nhau hết, không khác. Nhưng sự diễn đạt cho con chiên hỏi là, cho con chiên hiểu biết hơn là do ông cha. Con nó chỉ là một chương đó, bài đó, phần đó. Cho nên cái ông cha nào làm biến thì mở ra đọc rồi amen hết. Nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta cũng có tụng kinh và tụng lại những gì Đức Phật giảng, mà có người ta thâm tịch, thâm nhập lời kinh là người đã có trình độ rồi. Chứ đừng coi thường người tụng kinh. Mõ chuông rất là vi diệu. Anh chưa nào? Cái con người một ngày không có thời kinh, thấy thiếu cái gì đó là đã thấm tương trao, thấm cái vi diệu lời dạy của Đức Phật. Còn đây là chúng ta đang học hỏi những cái nguồn tri thức. Mà nếu mở ra để rồi đọc thì chắc quý thầy và các em sẽ nói trong sách cũng có, thôi sư ngồi nghỉ đi, đúng không? À, cho nên nói ông cha giảng, ông cha mở ra đọc thì tự nhiên chính những tín đồ Kitô giáo đi tìm hiểu đạo Phật. Mà đối với họ không có cái gì mà ra khỏi Chúa đâu nghe. Chúa là trên hết, là tuyệt đối, là niềm tin, là tất cả. Nhưng tại sao họ chịu nghe từ bài pháp này sang bài pháp khác của chúng ta? Sự thuyết phục bởi tính chất khoa học rõ ràng, có tâm từ, có trí tuệ, có tình yêu thương rất đầy đủ ở trong đó. Chúng ta cứ nghĩ đi, nếu sau này quý thầy với các em đi ra làm Phật sự, hoằng pháp giáo dục gì đó, mà chúng ta cứ khô khan trong những triết thuyết thì trở thành một cái đẩy đựng sách, lâu lâu móc một món ra thế thôi, nó không có trở thành cái thức ăn được đâu, ăn không vô nổi đâu. Cho nên các thầy với các em học không nổi sẽ nói cái gì? Nuốt không vô. Món ăn tinh thần mà nuốt không vô là vì nó quá khô, nó quá gì? Lý thuyết. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề, cái thời 1000 năm thời Trung Cổ này, thì theo cái sử liệu học, cái giai đoạn triết học Hy Lạp cổ đại đó, nó đang có một cái thể chế chính trị là cái gì ạ? Thể chế chính trị lúc đó chế độ gì? Dạ đúng rồi, nào thầy nói lớn ạ. Dạ thưa quan sư, là thời đó là thời chế chính trị là chiếm hữu nô lệ. Cái giai đoạn Hy Lạp cổ đại, cái thể chế chính trị đó là chiếm hữu nô lệ. Và chúng ta học cái chương này sẽ thấy tại sao ở phương Tây người ta ngưỡng mộ Chúa như thế, nó có lý do. Chứ mình đừng nghĩ là người ta điên khùng chạy theo Chúa. Ai ra đời này thì cũng có cái lý do, nó có cái sứ mạng của họ hết. Nhưng mà các vị nghĩ coi, Chúa có không? Chúa Giê-xu có không? Bây giờ cũng có người nói không biết có hay không. Có chứ, tại vì sinh ra ở bên Jerusalem mà, phải không nào? Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa ra tưng bừng, có Chúa đàng hoàng. Nhưng tên là Giê-xu, gọi là Chúa,
nó phải có lý do. Rồi chết 3 ngày sống lại vân vân, là các cái thần thoại chung quanh cuộc đời của Chúa. Bất cứ một vị lãnh tụ tôn giáo nào cũng sẽ có hai mặt, đó là một mặt lịch sử và một mặt huyền thoại. Những cái huyền thoại của Thiên Chúa cũng là cái bình thường. Cũng như mình nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ra đời bước trên 7 hoa sen, người ta cho xem là huyền thoại. Một số nhà học giả phương Tây họ không có đồng quan điểm với cái vấn đề sanh ra mà đi được trên 7 hoa sen như thế. Và chuyện mà sanh ra từ hông bên phải đi ra, người ta cho là mà Maya hoàng hậu quá mệt mỏi, rồi là đường xe ngày xưa rất là xấu, rồi kiệu ngựa khiêng dưới thời tiết nóng nảy như vậy, bà vô trong cái vườn Lâm Tỳ Ni và sanh, coi như là gì, phải mổ cái hông bên phải lấy em bé ra. Cái trích gọi là lịch Đức Phật lịch sử đó, cái tác phẩm do cô Trần Phương Lan dịch, một nhà học giả người Đức, họ phủ nhận tất cả mọi yếu tố thần thoại chung quanh Đức Phật và họ chỉ lấy cái cốt lõi lịch sử thôi, nhưng mà họ vẫn ca ngợi đó là một bậc giác ngộ. Những yếu tố thần thoại mà mình hay học họ không công nhận. Chúng ta cũng phải làm quen với điều đó. Không công nhận cũng được, công nhận cũng được. Vấn đề là chúng ta học được gì ở Đức Phật, chứ đừng cãi cái chuyện là có hay không có. Bây giờ cái gì mình không thấy mình cãi làm gì. Mình biết một vấn đề, đó là thần thoại, và một bên lịch sử. Và mình là nhục nhãn nè, mình không có là Phật nhãn, mình không có pháp nhãn xa lìa trần cấu để có thể thấy những cái vấn đề đó. Cho nên có những vấn đề chúng ta không vào. Đối với những con người, người ta đã thích tranh luận ở cái hướng hí luận đó là chúng ta yên lặng. Cái cuối cùng là mình học được gì ở Đức Phật, chứ không phải tranh luận. Thì cái yếu tố gọi là người ta tôn xưng cái vị Chúa Giê-xu người ta là vô số vô biên, nhiều vô cùng, nhiều vô cùng, nhưng vẫn có một cái vai trò lịch sử của Chúa Giê-xu. Vì chúng ta sẽ được học cái điều đó. Thì theo sử liệu, vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyện, vào năm 476 là sau công nguyên rồi đó, đó thì là La Mã tan rã. Tuy nhiên nói đến hình thức tư duy thời Trung Cổ thì phải quay về thế kỷ thứ nhất. Quay về thế kỷ thứ nhất để nói về cái vấn đề Chúa ra đời, để hiểu bối cảnh lịch sử. Để hiểu bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời hình thức tư duy Trung Cổ, cần tính đến trước tiên đặc điểm các quan hệ xã hội dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, phương thức sản xuất, chính sách cai trị tàn bạo của đế quốc La Mã. Dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, ngay cả trong thời kỳ hưng thịnh nhất là thời kỳ nền dân chủ chủ nô, giai cấp nô lệ vốn chiếm số đông trong xã hội. Chẳng hạn số lượng nô lệ chiếm hơn 3/4 số dân số Athens vào thời kỳ chấp chính của Pesco. Không được đối xử như con người mà chỉ đáng xem là công cụ biết nói, sẵn sàng bị đem bán hay làm thú tiêu khiển, bị hành hạ không thương tiếc. Vì thế những cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, có khi lên đến hàng chục ngàn nô lệ, đẩy xã hội đến tình thế khủng hoảng nghiêm trọng. Alexander Đại Đế mở rộng ảnh hưởng của thế giới Hy Lạp ra bên ngoài thông qua những cuộc viễn chinh đẫm máu Hy Lạp hóa lần thứ nhất, song vẫn không làm được dịu bớt bầu không khí ngột ngạt xuất phát từ bản chất của chế độ chiếm hữu nô lệ. Sau khi Alexander qua đời, thế giới Hy Lạp càng lún sâu vào khủng hoảng. Năm 143 trước công nguyên, Hy Lạp bị La Mã thôn tính về chính trị. Mặc dù vậy, người La Mã vẫn tự xưng là học trò của Hy Lạp ở phương diện văn hóa, khoa học, triết học, nghệ thuật. Tiếng Hy Lạp ở phương diện tiếng Hy Lạp vẫn được sử dụng làm ngôn ngữ chung của toàn khu vực đế quốc. Sử sách gọi hiện tượng này là Hy Lạp hóa lần thứ hai. Hy Lạp hóa văn hóa La Mã nghĩa là kẻ đi chinh phục lại bị chinh phục. Lúc này trong sinh hoạt tôn giáo, đa thần giáo là hình thức thống trị, ách cai trị tàn bạo của người La Mã
những bế tắc trong cuộc sống con người, sự thất bại của những nỗ lực cải cách chính trị trong khuôn khổ chế độ chiếm hữu nô lệ, sự đổ vỡ các giá trị, khiến cho lòng tin của các tín đồ đa thần giáo bị lung lay nghiêm trọng. Trong điều kiện đó, sự ra đời và phổ biến các tôn giáo nhất thần từ phương Đông vào đế quốc La Mã, ở chính nơi giao tiếp nhiều nền văn hóa, tôn giáo, đã đánh thức sự kỳ vọng của con người vào đấng tối cao duy nhất, chứ không phải vào nhiều vị thần, và vào những phép nhiệm màu nhằm xoa dịu nỗi đau thân xác và sự dằn vặt tinh thần nơi họ. Như vậy quý thầy nghe cái phần này sẽ thấy rằng là lúc đó con người ta nô lệ quá khổ độc, cùng cực của sự khổ đau, chứ con người nô lệ cảm thấy niềm tin với các vị thần trở nên tuyệt vọng. Bây giờ có vang lại hàng ngàn vị thần, họ vẫn bị tra đạp một cách tan nhẫn, và đời sống của họ còn thê thảm hơn là một cái con vật. Cái giai đoạn chiếm hữu nô lệ, các vị biết là cái thời kỳ hưng thạnh nhất của nền dân chủ chủ nô. Giai cấp nô lệ đã đông, vốn đông trong xã hội rồi lại càng đông hơn. Mà thành Aten lúc đó là chiếm 3/4 dân số là nô lệ, có 1/4 là giai cấp quý tộc thôi. Thì quý thầy thấy là nó quá đông, nó tạo thành sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh không làm gì được hết, phải chịu đựng dưới cái xích xiềng và cái sự cai trị của những người dân chủ làm chủ nô. Họ là những công cụ biết nói, phải bị đem bán hay làm thú tiêu khiển, bị hành hạ không thương tiếc. Giờ là hồi đó làm gì mà có game để chơi hay có những cái sự thú tiêu khiển như cái thế kỷ 21 này. Tất cả là đem nô lệ ra để hành hạ bằng đủ mọi cách. Thấy chưa nào? Ví dụ như là phải là cúi đầu xuống, là trồng cây chuối mà ăn mía cho người ta xem. Đó. Ví dụ đi bằng hai tay chổng hai chân lên lên trời, đi như vậy đi bao nhiêu đó. Mà khi nào chủ cho ngưng mới ngưng, không ngưng bị đánh đập, bị hành hạ. Tất nhiên cái điều gì mà làm cho chủ vui, chủ có lợi thì một người nô lệ phải làm. Coi như dưới cái quan kiến của nhà Phật, giống như là những cái người nô lệ ở địa ngục mới lên, quả báo chưa trả hết, vừa vô minh vừa tâm tối lại bị hành hạ một cách dã man. Vì thế những cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, có khi hàng chục ngàn nô lệ đã vùng lên. Xã hội đến một tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Trong một xã hội mà cứ bị biểu tình nổi lên thì rất là khủng hoảng. Thì Alexander Đại Đế mở rộng ảnh hưởng của thế giới Hy Lạp ra bên ngoài thông qua những cuộc viễn chinh đẫm máu. Đó. Cái giai đoạn đó là Tây Bộ La Mã tan rã, các nước không phải riêng ở Hy Lạp mà các nơi cái chế độ chiếm hữu nô lệ đều bị cùng kiệt và vùng lên. Thì riêng ông Alexander Đại Đế là ở trong cái Hy Lạp, thì ông mở rộng cái ảnh hưởng của đất nước của mình ra bằng những cuộc viễn chinh đẫm máu. Nhưng sự mà đem quân đi chinh phục khắp nơi của Đại Đế vẫn không làm giảm đi bầu không khí ngột ngạt của chế độ chiếm hữu nô lệ. Có nghĩa là bây giờ nó cùng cực đau khổ như vậy, mà Hy Lạp là một cái nước dân chủ, nước cộng hòa đầu tiên. Cho nên cái ông vua của Hy Lạp đem quân đi chinh phục để đem cái tinh thần dân chủ đến muôn nơi, nhưng không ăn thua gì hết. Vẫn rất là ngột ngạt, vẫn rất là khổ đau. Cho đến khi ông Đại Đế Alexander qua đời thì cái thế giới Hy Lạp càng lún sâu vô trong sự khủng hoảng. Vì không phải ông vua nào có tài, không phải người lãnh đạo nào cũng đem lại những điều tuyệt vời cho đất nước. Vì vậy năm 143 trước công nguyên, Hy Lạp bị La Mã thôn tính. Tức là chính đất nước La Mã đã là chiếm Hy Lạp. Nhưng mà người La Mã vẫn xưng mình là học trò của Hy Lạp về phương diện tư duy triết học. Như vậy vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thì Hy Lạp bị La Mã thôn tính, bị chiếm. Đó, chúng ta phải biết những cái điểm lịch sử đó. Trước khi đi vào cái giai đoạn đêm trường Trung Cổ thì thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, năm 143 trước công nguyên thì La Mã xâm chiếm Hy Lạp, chiến thắng Hy Lạp.
chế độ chiếm hữu nô lệ thì rơi vào trong một cái tình trạng bi đát xã hội khủng hoảng nghiêm trọng. Tức là mình phải nắm vững cái giai đoạn lịch sử vì sao có cái đêm trường Trung Cổ này. Cái chiếm hữu nô lệ nó kinh khủng quá rồi. Tiếng Hy Lạp vẫn được sử dụng làm ngôn ngữ chung của toàn khu vực đế quốc. Đó, gọi là Hy Lạp hóa lần thứ hai. Nghĩa là La Mã thì chiếm La Hy Lạp, nhưng mà người La Mã vô Hy Lạp nói tiếng Hy Lạp, rồi dân tại cái đế quốc La Mã cũng nói tiếng Hy Lạp luôn. Tại vì cái văn hóa của Hy Lạp nó hay, nó chinh phục cái nước mà đã chiếm nó. Mình có 1.000 năm bị nô lệ giặc Tàu, 100 năm bị Tây đô hộ. Khi Tàu vô mình nói tiếng Tàu, khi Tây vô trường Pháp mở khắp nơi hết, đi nhà thờ theo đạo Chúa. Nhưng mà Hy Lạp khi bị La Mã chiếm thì người La Mã cũng nói tiếng Hy Lạp, bởi vì họ quá thông minh, họ quá tuyệt vời về các phương diện văn hóa, khoa học, triết học, nghệ thuật, cho nên tiếng Hy Lạp được sử dụng làm ngôn ngữ chung cho toàn các khu vực đế quốc. Có khi nào mình chiếm người ta mà rồi mình nói tiếng người ta, mình bắt chước cách sống của người ta, mình mặc về quân sự nhưng về văn minh trí tuệ mình lại phải học của người ta. Đó là cái đặc điểm của Hy Lạp. La Mã đánh Hy Lạp nhưng lại thua Hy Lạp về mặt tinh thần văn hóa. Như vậy thì khi nào quý thầy với các em tình cờ mình mở TV ra sẽ thấy những cái bản phim nó nói về những cuộc chiến tranh La Mã với Hy Lạp. Nó mặc đồ giáp sắt, thấy chưa nào, những cô công chúa rất là xinh đẹp, thì chúng ta biết đó là những cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và La Mã đó. Thì cái sinh hoạt tôn giáo đa thần vẫn không thống trị, khống chế cái xã hội xa xưa cho tới bây giờ. Từ cái thời cổ đại vẫn là đa thần giáo, mặc dù con người ta đi tìm bản nguyên vũ trụ thật, có những triết gia ra đời thật, nhưng cái xu hướng chung vẫn là tin vào thần lửa, thần sông, thần núi, thần biển, thần mẹ, thần này, thần kia, thần đất. Và cái giai đoạn bế tắc của những người nô lệ đó, niềm tin của tín đồ đối với đa thần giáo bị lung lay. Thờ những vị thần cả ngàn năm càng lúc càng tuyệt vọng. Cho nên bắt đầu trong điều kiện đó, ở các tôn giáo nhất thần từ phương Đông lại vào đế quốc La Mã, là nơi giao tiếp nhiều nền văn hóa, đánh thức sự kỳ vọng của con người vào một đấng tối cao duy nhất, chứ không tin vào nhiều vị thần nữa. Họ không tin vào những phép màu linh tinh của các vị thần, mà họ tin vào một vị tối cao để cứu khổ. Thì trong các tôn giáo nhất thần, đó là Kitô giáo, Christianity, các tôn giáo nhất thần ra đời trong giai đoạn chế độ chiếm hữu nô lệ rơi vào khủng hoảng, những con người nô lệ đau khổ cùng cực. Thì một cái tôn giáo đã ra đời, Kitô giáo, với hình ảnh Chúa Giêsu. Lúc đó Chúa đã ra đời từ thế kỷ thứ nhất, thấy chưa nào? Chúa ra đời trong những cái tôn giáo nhất thần đó, Christianity đó, Christianity, con viết sai rồi, chị error nằm đây. Thì cái Kitô giáo đó nó có một cái giá trị đối với những người nô lệ ở cả một hệ thống phương Tây, do Giêsu, một người Do Thái sinh ra ở Palestine sáng lập. Và Palestine là phương Tây hay phương Đông quý thầy? Palestine. Dạ, à phương Đông. Ông sinh Giêsu Kitô giáo là Giêsu, phải không nào? Giêsu sinh ra ở là người Do Thái. Đó, mình cũng phải biết về cái tôn giáo của họ, mình phải biết họ mình mới làm việc được, chứ mình đừng nói mình không biết. Sinh ra ở Do Thái
là người Do Thái sinh ở Palestine. Thì là một cái một con người sinh ra ở trong một cái hang đá máng cỏ thì nghèo hay giàu? Quá nghèo. Mà tại sao Chúa, bây giờ mình cứ coi như là người trên trời xuống đi, cứ coi như cõi trên cõi thiên xuống, Đức Phật mình cũng cung trời đâu xuất xuống, và Chúa cũng là một cái cõi trời xuống đi, mà Đức Phật á thì sanh ra chọn cái kinh thành Kapilavastu làm con của vua Tịnh Phạn và Maya, thái tử trong hoàng cung. Còn Chúa thì lại sanh ra trong hang đá nơi máng lừa. Sinh trong cái máng con lừa thì mình biết rồi. Nhưng mà một cái người như vậy mà lại sanh ra như vậy, có phải tại quả báo mà sanh trong máng lừa không? Mình suy nghĩ đi, ông Chúa Giê-xu cũng bị cái quả báo gì mà ông sinh ra trong máng lừa, có không? Người ta phải chọn cái nơi sanh ra, tại vì những người nô lệ đang đau khổ cùng cực, người ta phải sanh ra trong máng lừa, thân phận như người nô lệ như vậy, con người ta mới đồng cam cộng khổ với người nô lệ, mới chiếm được trái tim của người nô lệ. Có cái vấn đề để mà người ta chọn cái nơi sanh ra, chứ con không có nghĩ là bị quả báo vô máng lừa mà đẻ ra đâu. Có cái sứ mạng người ta làm bây giờ, tín đồ Kitô giáo đông nhất trên thế giới mà quý thầy, mình nói chuyện ông Chúa bị quả báo mà đẻ trong máng lừa, nhiều thầy giải thích vậy là chết rồi. Còn tại sao Đức Phật lại chọn sinh ra trong kinh thành? Đúng không? Ông phước báo quá sao? Trời, nói chuyện phước báo thì quá chuyện bình thường, nhưng mà mới độ được vua Chúa, đúng chưa nào? Cái xã hội giai cấp đó mà Đức Phật không phải từ giai cấp Bà La Môn mà đi ra đó, thì làm sao độ được là con vua cháu chúa hoàng tộc đi tu? Mà là người nô lệ thì nhúc nhích cái gì được? Nếu mà là giai cấp Chiên Đà La thì có đi tu có đắc đạo chẳng ai tin. Đó là một cái xã hội giai cấp. Nói tới vua Ba Tư Nặng mà quý Đức Phật thì khoan nói tới giáo pháp, mà nói ông là vua đi tu, ông bằng tuổi tôi nè, ông là vua đi tu nè. Phải nói tới cái giai cấp trước cái đạo, cái xã hội giai cấp, cho Đức Phật phải sanh ra trong một cái dòng dõi giai cấp quý giá nhất, để rồi mới thể chinh phục được các giai cấp khác của Ấn Độ. Ở trên cao mình đi xuống, nhìn xuống. Còn bây giờ Chúa mà sanh ra là trong cái các cái giai cấp quý tộc thì chắc chắn bọn nô lệ chạy hết, nó đang căm thù, nó đang sợ hãi, nó đang ghét. Cho nên Chúa phải nhảy vô cái máng lừa. Thấy chưa nào? Đó. Vậy mà ta ca ngợi cái máng lừa đó. Cho nên chúng ta nhìn cái khía cạnh lịch sử để hiểu tại sao lại Chúa sanh ra trong máng lừa. Đó. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa ra tưng bừng. Trong cái hang đá đó máng lừa ánh sáng lại tỏa ra. Vì đó đối với quan niệm của những người nô lệ ở phương Tây đã có một vị. Và như thế nào? Chúa ra đời, Chúa đem tình yêu thương, Chúa cứu khổ cho chúng tôi. Cho nên họ mới sung sướng chào mừng sự ra đời của Chúa. Mình phải nắm vững cái điều này để mà mình hiểu rằng tại sao 1000 năm đêm trường Trung Cổ lại tồn tại ở phương Tây. Nó có lý do của nó. Chính vì vậy mà cái đạo Kitô giáo được truyền bá nhanh chóng và mãnh liệt. Thầy đọc tiếp cái phần này cho con. Về mặt tín ngưỡng, nó đã làm đảo lộn truyền thống của người Hy Lạp La Mã. Về mặt chính trị, nó thách thức chế độ cai trị phản nhân văn thời bấy giờ. Sự ra đời của Kitô giáo là một hiện tượng có tính cách mạng trong đời sống tinh thần của xã hội. Bởi lẽ, thứ nhất, ở buổi đầu lịch sử Kitô giáo là tôn giáo của người nghèo, của quần chúng bị áp bức, và với tính cách đó, nó tuyên truyền lối sinh hoạt dân chủ, bình đẳng, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, nên được đại chúng tin theo. Thứ hai, Kitô giáo trở thành thứ liệu pháp tinh tâm lý, tinh thần an ủi con người, gieo vào lòng họ niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp mai sau. Có được lòng tin ấy, họ sẵn sàng đương đầu với những bi kịch cuộc đời, chờ ngày phán xử và được cứu chuộc bởi đấng cứu chuộc là Đức Chúa Kitô. Thứ ba,
Kitô giáo thể hiện sự phản kháng của con người đối với tánh thống trị tàn bạo của đế quốc La Mã. Tòa án khủng khiếp được dựng lên là nhằm kết tội đế quốc La Mã. Ngày tận thế, hai hình ảnh được nhắc đến trong Kinh Thánh nhằm xác định sự kết thúc một chu kỳ của loài người, ngầm hiểu là ngày tàn của chế độ chiếm hữu nô lệ. Kitô giáo góp phần đẩy nhanh sự suy vong của chế độ chiếm hữu nô lệ, là chế độ đến lúc đó đã tận dụng hết những giá trị của mình, trở thành lực cản đối với tiến trình lịch sử. Ròng rã trong 3 thế kỷ, Kitô giáo bị đàn áp đẫm máu vì những nguyên cớ giáo lý và động cơ chính trị của thế lực cầm quyền. Tư tưởng dân chủ bình đẳng theo giáo lý Kitô bị xem như sự thách thức quyền uy của kẻ thống trị, còn những buổi hành lễ vào ban đêm bị gán cho là âm mưu bạo loạn. Điều đáng ngạc nhiên là tôn giáo mới đó càng bị đàn áp lại càng khuếch trương ảnh hưởng của mình trong cộng đồng dân cư, tác động đến cả tâm lý của kẻ đi đàn áp. Đến đầu thế kỷ thứ tư, chính quyền La Mã bắt đầu thay đổi thái độ đối với Kitô giáo. Các hoàng đế La Mã, trong đó có Constantine, nguyên bố chấm dứt, tuyên bố chấm dứt những cuộc tàn sát và hợp pháp hóa Kitô giáo vào các năm 311 và 313. Từ đó bắt đầu phong trào cải đạo theo tôn giáo mới, thu hút cả những người đứng đầu chính quyền và những người giàu có, được bảo trợ bởi nhà nước đang đi dần vào quỹ đạo phong kiến. Kitô giáo tiếp tục đấu tranh vì mục tiêu lớn hơn là quốc giáo. Năm 324, mục tiêu này đã đạt được. Năm 325, nhà thờ toàn cõi Kitô giáo ra đời, công bố biểu tượng và thuyết giáo chính thức. Từ đó trở đi, Kitô giáo trở thành thế lực lớn trong một thế giới khủng khiếp, thế giới của đêm trường Trung Cổ, thần quyền thậm chí là lấn át cả thế quyền. Dạ rồi, chúng ta dừng lại một chút xíu. Rồi đó, quý thầy và các em thấy rõ nguyên nhân ra đời của Kitô giáo chưa ạ? Đó, lúc đó Chúa ra đời quá đúng lúc. Người ta đang đau khổ cùng cực, và Chúa ra đời thế kỷ thứ nhất, nghe chưa nào? Người ta xác sau này mới xác lập cái giai đoạn đó là, chứ lúc Chúa ra đời chưa có ăn thua gì đâu, nghe chưa nào? Lúc Chúa ra đời thì cũng không ai biết đến, nhưng mà khi Chúa Giêsu lớn lên rồi bằng những việc làm của mình, những cái tinh thần của mình đối với người dân nô lệ, mà bây giờ trong các cái sách thánh kinh tinh ước cũ ước kể lại, Chúa đem phước lành cho những người đói khổ, người cùi đó Chúa rưới nước thánh hết cùi, người tàn tật Chúa ban phép lạ cho người ta không còn tàn tật. Chúa đi vào trong từng gia đình yêu thương, ban bố cái cách sống dân chủ bình đẳng, thì làm cho con người ta có một luồng sinh khí mới để yêu cuộc sống. Còn trong một cái vai trò nô lệ, người ta chỉ nghĩ là gì? Như một con vật tốt hơn là chết. Nhưng mà Chúa đến đã đem tất cả những cái điều vi diệu cho cuộc đời của người ta, cho nên người nô lệ bắt đầu đi theo Chúa. Thì trong 300 năm đầu tiên, chúng ta nghe cái phần thầy vừa mới đọc, trong 300 năm đầu tiên đó, từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba, tức là 313 gì đó, thì cái nhân vật Giê-xu này và những người theo Giê-xu bị đàn áp một cách khủng khiếp. Như vậy Chúa sống có ba mấy tuổi là bị đóng đinh trên cây thánh giá chết rồi nha. Và như vậy là 300 năm sau đạo Chúa mới được xác lập. Như vậy lúc đó Chúa còn không? Không. Chứ không phải Chúa đứng ra thành lập đạo Kitô giáo. Nhớ như vậy, cái hình ảnh Chúa trong ba mươi mấy năm ở trên cuộc đời chỉ để lại trong lòng người dân nô lệ một niềm tin rất là bất diệt. Chứ còn hoàn toàn là tất cả vấn đề đạo Kitô giáo, các vấn đề thể chế trong nhà thờ đều là tòa thánh Vatican, các tòa thánh họ lập ra hết. Chứ không phải như Đức Phật của chúng ta ra đời đi tu thành đạo, và giáo đoàn Đức Phật chính thức được thành lập với những gì? Những giới luật, với những cái lời dạy của Đức Phật kết tập thành kinh điển như bây giờ. Còn lời Chúa thì chỉ nằm trong Cựu Ước, rồi sau đó là Tân Ước. Nhưng mà 300 năm sau Chúa chết thì cái đạo Kitô mới được xác lập trên toàn cõi các nước phương Tây. Và người ta phấn đấu cho đạo Kitô trở thành quốc giáo. Cho nên chúng ta thấy qua phương Tây cái mùa Noel là như nhau hết.
Nhưng bây giờ cái vấn đề niềm tin đối với Thiên Chúa nó đã thay đổi. Còn đạo Phật cứ im lặng như vậy, trầm trầm như vậy mà đã đi sâu vào lòng con người rồi không có thay đổi. Khó mà có người bỏ đạo Phật đi theo Chúa, trừ đi lấy vợ mà sợ vợ quá là phải đi rửa tội. Xong rồi sao nữa? Thưa cha, con lấy được vợ con thôi nhà thờ, tức là vì bắt buộc thì tôi cũng đi nhà thờ lấy được vợ là dẹp. Mình không nên như vậy. Kiểu lừa đảo thì cũng không nên, đúng không? Đó. Nhưng mà mình giữ quan điểm không có theo đạo gì hết. Đó. Không có theo đạo. Và nhiều người cho đệ tử mình đi theo đạo với một cái câu nói: đạo nào cũng tốt. Câu đó quá dở. Đừng nói tốt xấu nha. Con là không bao giờ chủ trương chê bai bất cứ tôn giáo nào. Nhưng mình cứ nghiên cứu đi để thấy cái quan niệm của đạo Phật quá sức tuyệt vời. Người ta thương mình thương người ta, thì tại sao lại không theo một cái tôn giáo giác ngộ? Mình đây một thần giáo, theo đạo Chúa là thần giáo, mà con vẫn công nhận đã giảng về Kitô giáo bình thường, chưa chê ba gì hết, vẫn xác định cái vị trí lịch sử và vai trò lịch sử của Chúa ra đời lúc đó là tất yếu. Không ra đời là nô lệ, chết hết, không thể sống nổi mà. Nhưng mà đâu phải vì như vậy mà mình nói đạo nào cũng vậy. Chẳng hạn như Hòa Thượng Nhất Hạnh viết một cuốn tác phẩm Phật và Chúa là hai anh em, là để độ cho người phương Tây, để thấy Phật Chúa không xa nhau ở cái gì, ở cái sự thể tánh thanh tịnh. Nhưng mà thật sự người ta lợi dụng cái đạo Thiên Chúa này để rồi họ đưa ra nhiều thứ chiếm đoạt đi lãnh thổ, con người, tài sản và những cái vấn đề áp bức đặt ra thể chế từ trong một cái tòa thánh, mà làm cho các cái vị lớn nhất của bên Thiên Chúa là Đức Giáo Hoàng. Những Đức Giáo Hoàng mà trí tuệ là đứng ra cứ phải sám hối trước nhân loại hoài. Đó, cứ phải sám hối hoài. Cho nên cái vị Giáo Hoàng hiện tại đây nè cũng là hay lắm các vị. Mình tìm hiểu xem, sống rất đơn sơ. Thường thường người ta hay đeo những cái dây thánh giá bằng ngọc, bằng kim cương, bằng vàng, thể hiện mình là một vị Giáo Hoàng đứng đầu trên thế giới. Nhưng vị này sử dụng những cái gì đơn giản nhất? Cái thánh giá ông đeo là bằng sắt. Ông đi lại bằng cái phương tiện thô sơ. Đi xe buýt ông cũng đi. Ông không chấp nhận những cái gì quá sức cao sang dành cho ông á. Và những cái điều mà ông nói luôn luôn nói lên cái tiếng nói mình là một cái người con của Chúa, thì mình đã làm gì cho nhân loại này? Cho nên cái vị Giáo Hoàng hiện tại cũng có những cái câu phát biểu rất là cách mạng. Chúng ta cũng phải tìm hiểu để hiểu các cái tôn giáo. Nhưng mà dù cho ông ta tuyệt vời đến bao nhiêu, thì cái niềm tin Thiên Chúa sắp do tất cả Chúa sắp xếp, Chúa an bài, nó trở thành một cái sự gì cố hữu trong cái tinh thần của người Kitô giáo. Thì khi thầy đọc cho chúng ta nghe cái đoạn để thấy cái sự ra đời của Chúa Giêsu là một điều kiện tất yếu, và Chúa lựa cái mắng lừa đi ra để khi lớn lên một cái người lao động gần gũi với người nô lệ rồi làm, tuy là một người lao động bình thường nhưng nói những điều rất tuyệt vời và làm thực thi được quá nhiều phép lạ, tức là cái trí tuệ cái đó có sẵn mà từ ở trong cái quá khứ kiếp đã hình thành, cái đó cũng có gì vô lý. Thì mình đã gieo nhân, thì một kiếp này mình được có quả. Còn mình gieo nhân ngu dốt thì quả này phải vô minh. Nhưng người ta đã gieo nhân trí tuệ rồi, cho nên người ta sanh ra trên đời, người ta khống chế cả cái xã hội nô lệ bằng cái thái độ sống giản dị, bình đẳng và thân thiện. Nhưng rồi chúng ta sẽ phải thấy rằng những cái điều Chúa dạy, phải chưa nào? Chúa mới nói rằng những cái gì có trên thế gian này là sự sáng tạo của Chúa Trời, chứ không phải ông Giê-xu là người sáng ra. Ông mà thế kỷ thứ nhất mới ra đời mà sáng tạo sao? Nhưng mà Chúa Trời là Cha trên trời, Cha của Giê-xu đã sáng tạo ra. Ông Giê-xu mới nói với tất cả những người nô lệ rằng những gì chúng ta đang có là do Chúa Trời tạo ra. Chúa Trời là ai? Là Cha của Giê-xu. Chứ không phải ông Giê-xu mà ông tạo ra đâu. Ông chỉ thực thi các phép lạ. Và ông làm cho tất cả người nô lệ phải tự nguyện đi theo ông vì tình thương. Vì là giá trị sống của Giê-xu. Cho nên ông cũng là
rất là nhiều người ở bên đạo Kitô giáo mà họ đi đi tu á, thì các nữ ma sơ á là phải phát nguyện một tình yêu Thiên Chúa đời đời, tức là yêu Chúa Cha, Chúa Trời và yêu Chúa Giêsu. Mà yêu Chúa Giêsu rồi là không bao giờ, người ta sẽ không bao giờ lấy chồng, vì đã đeo nhẫn với lại Giêsu rồi đó. Coi như ai cũng chấp nhận tình yêu của Chúa Giêsu rồi thì không được yêu ai khác nữa. Và yêu Chúa thì là phục vụ nhân loại để thể hiện tình yêu Chúa. Cho nên Giêsu là với cái hình tướng mà chúng ta thấy trong nhà thờ là trẻ, và ông đóng đinh trên cây thánh giá khi ông còn đang trẻ. Đó, cho nên các cái cô đi tu đến một giai đoạn sẽ kết, gọi là gì? Sẽ phát nguyện là dâng hiến đời mình cho tình yêu Chúa Giêsu. Và nhận cái nhẫn đó, giống như nhẫn cưới vậy đó, đó là chuyện bí mật trong nhà thờ. Và kể cho quý thầy nghe như thế. Những cái sự sáng tạo muôn loài này, Giêsu nói rằng do Chúa Trời tạo ra. Rồi trong 6 ngày đêm thì tạo ra tất cả trời, đất, cây, cối, vũ trụ. Rồi là dành bột mì để tạo ra ông Ê-dông. Rồi lấy xương sườn của Ê-dông và tạo ra người đàn bà. Trong cái triết thuyết của Thiên Chúa cũng thấy một cái sự lệ thuộc của người nữ đối với người nam. Trong cái nền tư duy phong kiến phương Đông thì cũng là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Con gái không có giá trị gì hết, nam, một người nam rất giá trị. Chỉ có Đức Phật mới nói, khi mà vua Ba Tư Nặc khóc với Đức Phật rằng là hay tin hoàng hậu lại sanh ra một cô con gái nữa thì buồn phiền. Chỉ có Đức Phật mới nói rằng, này đại vương, một người con gái được giáo dục có đạo hạnh có khi còn tốt hơn một người con trai. Một người con gái sẽ có một người chị tuyệt vời, một người em tuyệt vời, một người vợ tuyệt vời, một người mẹ tuyệt vời trên thế gian này. Không có người con gái đó cũng sẽ không có vua, cũng sẽ không có những con người siêu tuyệt trên thế gian. Cho nên sự ra đời của một người con gái có khi còn tốt hơn một người con trai. Chỉ có Đức Phật mới nói điều đó thôi. Còn trong các quan niệm, người ta vẫn thấy người phụ nữ là một sự lệ thuộc, một vật phụ thuộc. Và trong cái quan điểm của Kitô giáo, người ta nói rằng Chúa 6 ngày đêm tạo ra tất cả, Chúa Trời á tạo ra hết tất cả vũ trụ, muôn loài, vạn vật, mới chưa tạo ra con người. Rồi Chúa mới lấy bột mì nặn ra ông Ê-dông, thổi hồn vô ông Ê-dông thành một người đàn ông. Rồi mới thấy ông đi tới đi lui buồn quá, thấy không nào, mới lấy xương sườn của ông á tạo ra một người đàn bà, rồi thổi phép lạ vô thì có Ê-dông và Ê-va. Xong rồi cho hai người vào một cái khu vườn tuyệt vời, gọi là vườn địa đàng, tức là ở cõi đất mà giống như thiên đàng vậy, gọi địa đàng. Thì ở trong đó Chúa cho tất cả cứ việc sống ở trong đó, hoa thơm, cỏ ngọt, trái quả, cứ việc mà ăn, nhưng đừng ăn trái cấm, nghe chưa? Đó. Và trái cấm lại tạo ra luôn, trong cái vườn nó có cái trái cấm. Thì ngày nào Ê-dông với Ê-va ăn cái gì thì anh cũng đi ngang qua nhìn cái trái cấm mà thèm quá. Đó, không biết đủ mà. Cho nên ở trong cái thần thoại của Thiên Chúa mới hình ảnh một con rắn, nó thúc đẩy Ê-dông và Ê-va rằng hãy ăn đi, hãy hái trái cấm mà ăn, ngon lắm, ngon lắm. Thế thì Ê-va mới bảo Ê-dông là hãy hái cho bà ăn. Đàn bà suối không? Đàn ông hái. À, xong ăn. À, ăn xong rồi là tự nhiên con người không còn một cái trạng thái nhẹ nhàng thanh tịnh trong cái cõi địa đàng đó, mà con người có những tham dục khởi lên, cho nên bắt đầu họ giao hợp với nhau và nhục nhã phải dắt nhau ra khỏi vườn địa đàng, cảm thấy mình đã tội lỗi vô cùng với Chúa Trời. Chúa tạo ra mình để cãi lời Chúa, làm những chuyện ô uế trong vườn địa đàng, nên hai người dắt nhau đi sanh con đẻ cái. Rồi ta giải thích tại sao có nước này nước kia, nước Anh, nước Pháp, rồi là Mỹ, rồi Đức, Úc, tại sao lại khác nhau như vậy? Là bởi vì là Ê-dông, Ê-va sanh con ra, rồi lại tiếp tục sanh con đẻ cái, rồi lại tiếp tục lấy chồng lấy vợ, tạo ra giống nòi.
rồi lại không có hòa hợp với nhau, đánh nhau, chiến tranh với nhau. Cho nên Chúa giận quá, Chúa mới làm phép chia ra mỗi người một nơi, nói một thứ tiếng khác nhau để mà trừng phạt cái sự sống với nhau mà cãi lộn tối ngày. Nhưng nhà Chúa sắp xếp hết, phải không nào? Nước này nước kia cũng tại. Hồi xưa nói một thứ tiếng, ở chung một là một nơi mà cãi lộn hoài. Cho nên một cái ban, một cái phép lạ là chia ra mỗi nơi, mỗi người, mỗi nơi nói một thứ tiếng. Đâu có hiểu gì đâu mà cãi lộn, phải không thầy? Đó. Thì chúng ta thấy Giê-xu mới đưa ra cái điều đó và nói: này các con đang mang một cái tội đối với tổ tông, vì tổ tông cho các con làm người, cho các con vườn địa đàng để sống, nhưng các con đã phạm vào những điều răn cấm của Đức Phật, cho nên các con trở thành những con người mang tội với tổ tông. Vì vậy cứ con người sanh ra là phải mang tội với Chúa Trời cái đã. Bất cứ ai mà cứ mẹ đẻ ra là mang tội, tại vì cha mẹ làm cái chuyện trái lời Chúa dạy. Cho nên đây cũng mang tội tổ tông, đây cũng mang tội tổ tông. Mà đã mang tội rồi đó thì phải sám hối, mà đã tội cũ chưa sám hối mà còn cãi lời Chúa đâu có được. Cho nên phải nghe lời Chúa và lúc nào cũng nhớ mình có tội với tổ tông. Đó, tức là phải mang cái mặc cảm yếu đuối có tội. Xong rồi sao nữa? Những cái bọn mà đàn áp giai cấp nô lệ, chủ nô ác độc đó, thì Chúa an ủi người nô lệ bằng cách nào? Đừng lo lắng các con, hãy nghe lời Chúa dạy. Bọn chúng nó sẽ chờ ngày phán xét cuối cùng. Chúng nó sẽ có ngày phán xét, ngày phán xử cuối cùng. Cho nên người nô lệ hết buồn: mày cứ chèn ép tao đi, mày giết tao đi, mày hành hạ tao đi, Chúa sẽ phán xét. Quá là ok. Thấy chưa nào? Còn buồn nữa không? À, còn Đức Phật đi vào trong sự đau khổ của loài người, con nói hãy chờ đó rồi ta sẽ đem nó xuống địa ngục, còn con ta đem lên thiên đàng. Không, Chúa đến, Đức Phật đến với chúng ta bằng niềm tin nhân quả. Phật năng không ngộ nhất thiết pháp, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Phật là bậc trí tuệ giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng không có diệt nghiệp cho ai hết. Nhớ điều đó, Đức Phật chúng ta tuyệt vời. Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Biết quá khứ hiện tại vị lai của từng con người, biết căn tánh. Ông thầy này dễ thương hay là hay sân, ông thầy này là lo tu hay là ham danh lợi, cái cô kia là tham lam hay là thật thà. Cái căn tánh của mình nó bắt nguồn gốc từ đâu là Phật nhìn thấy rõ quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng ta. Nhưng Đức Phật nói nhi bất năng hóa độ vô duyên, không có duyên ta không có độ được. Cho nên hay nói là mình phải do gieo duyên với Phật, Phật Pháp. Mình phải cho chúng sinh gieo duyên với Phật Pháp, và ngôi chùa đó là nơi cho chúng sanh gieo duyên với chúng ta đó. Chúng ta thụ hưởng của chúng sanh, của đàn na tín thí, cũng là cho đàn na tín thí gieo duyên với Phật Pháp. Vì không có Phật Pháp thì không thể nào Đức Phật độ được, tức là không thể nào chuyển hóa được cuộc đời đó. Nhưng mà với Chúa thì khi các con chết đi, sẽ có một loại người ta đưa lên thiên đàng, và có một loại người ta đầy xuống dưới địa ngục đời đời. Thì cái bọn đó đó, bọn đàn áp, bọn chủng nô đó, nó sẽ bị vào địa ngục đời đời. Thế là những người nô lệ rất là hạnh phúc. Chúng bay sẽ bị đi địa ngục, còn ta làm gì thì làm, Chúa sẽ cứu vớt ta lên thiên đàng. Nơi đó Chúa sẽ yêu thương, Chúa dành cho chúng ta những điều gì tốt đẹp nhất, bởi vì đến với Chúa là tình yêu thương bất diệt. Đó là lý do vì sao người ta quý kính Giê-xu, người ta hy sinh bản thân mình trong 300 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba, để bảo tồn Giê-xu, bảo tồn Thiên Chúa. Tại vì đó là ánh sáng duy nhất giúp đỡ cho người nô lệ. Còn ai cũng đàn áp nô lệ, buôn bán nô lệ, hành hạ nô lệ. Con người xuất hiện đem tất cả những phép lành điều lạ. Đói nha, Đức Phật chỉ cần lấy gì? Lấy nước tưới lên đất tạo thành bánh đi. À, cái phép lạ mà mình nói có hay không, mình cười mình nói đồ, cái đồ ba lát, cái đồ này kia. À, mình đừng quên Đức Phật còn tại thế, vẫn nếu
A-la-hán thực thi thần thông vẫn có thể làm được. Nhưng Đức Phật lại không cho các tỳ kheo thi thố thần thông. Ngài không cho thôi chứ làm được hết. Thì ông Giê-xu ông cũng đặt một cái quả vị nào đó, ông làm được thần thông, phải chưa nào? Nếu mà mình đắc rồi thì mình thổi cái này một cái thành ổ bánh mì lên. Nhưng tiếc thay thổi tới tối cũng thành gì hết trơn trời. Là bởi vì là gì? Cái năng lực tu hành của mình là mấy. Còn người ta đắc đạo thì là cái thần thông là cái đương nhiên. Ngày xưa tăng đoàn Đức Phật, Đức Phật không cho tăng đoàn thi thố thần thông, chứ họ dư sức làm thần thông. Những cái mùa đói khát, mùa hạn hán thì vào mùa an cư, chư tăng đi khất thực, người dân đói khổ đâu có cái gì mà cúng. Trong tăng đoàn có những người là A-la-hán như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, dư sức mà dùng thần thông để biến hóa ra thức ăn cho tăng đoàn. Nhưng không, họ phải ăn lúa mạch, lúa cỏ của ngựa. Ngựa ăn cái gì họ ăn, dân dân cho cái gì, lúa lép lúa gì cũng ăn hết. Nghĩa là dân như thế nào mình như thế đó, chứ không có lợi dụng thần thông để thi thố, để sống khác với con người. Còn trong cái giai đoạn của nô lệ, Chúa mà không có thực hiện thần thông, cái thằng nô lệ nào mà nó nghe Chúa chứ? Mày cũng như tao thôi, cũng khổ gần chết, sao tao nghe mày được? Nhưng mà Chúa quá tuyệt vời, đúng không nào? Chúa đẹp, Chúa từ bi, nhân ái, Chúa làm la phép lạ, Chúa chữa được người cùi, người què, Chúa cho bánh mì, Chúa cho nước uống, cơm ăn, Chúa cho quá nhiều thứ. Chúa quá tuyệt vời, đó là lý do nô lệ đi theo Chúa. Và 300 năm biết bao nhiêu cuộc chiến tranh giữa các đại đế đánh nhau với các cuộc chủ nghĩa, các cái cuộc khởi nghĩa của nô lệ, người ta chết rất nhiều. Còn cuộc chiến tranh vì thập tự, chiến tranh thập tự giá là vì cái thánh giá, vì Chúa mà họ bảo vệ Chúa, họ tha chết. Bởi vì đằng nào cũng chết thì chết vì Chúa sung sướng hơn là chết vì mấy thằng chủ nô. Cho nên lao ra chết, chết rất là nhiều nô lệ để bảo vệ cái cây thánh giá. Niềm tin đối với Chúa là bất diệt, bởi vì chúng nô là chỉ có áp bức bóc lột, mà Chúa họ vẫn không bao giờ quên được những hình ảnh của Chúa đã để lại trong cuộc đời nó đẹp như thế nào. Cho nên 300 năm trời con người ta đấu tranh vì tinh thần, vì tình yêu Thiên Chúa. Và đất nước luôn luôn, các đất nước phương Tây luôn trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, vì khủng hoảng niềm tin, họ chống đối đa thần giáo, họ không chấp nhận những vị thần và hướng về Giê-xu. Cho nên đến năm 313, Constantine đại đế, đó, Constantine là một vị đại đế, Constantine đại đế đã gì? Đã tuyên bố chấm dứt những cuộc tàn sát. Bây giờ đừng giết, đừng khởi nghĩa, đừng đánh nhau nữa. Ta chấp nhận hợp pháp hóa Kitô giáo. Tức là 300 năm Đức Chúa Giê-xu sinh ra thế kỷ thứ nhất, đến năm 313 thì Constantine mới tuyên bố hợp pháp đạo Kitô, không được đánh nhau, không được gây thảm sát nữa. Đất nước không bao giờ bình yên giữa các cuộc chiến tranh nô lệ. Cho nên hợp pháp hóa Kitô giáo, đất nước có hòa bình, thế giới có hòa bình, các đất nước phương Tây hòa bình. Như vậy Chúa ra có sứ mạng, chứ không đánh nhau hoài, giết nhau hoài, tàn sát đẫm máu. Vì vậy sự ra đời của Giê-xu cũng có một sứ mạng nhất định đối với lịch sử phương Tây. Mình phải nghiên cứu các môn học dưới cái nhìn vừa khoa học vừa đạo Phật, thì mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề mà mình không có đứng một bên mình chửi trơ một bên được. Ông bị đóng đinh cây thánh giá, ông chết, ông có nói cái gì đâu. Còn bao nhiêu vấn đề tệ nạn của một tôn giáo không phải tại ông. Chúng ta nhớ điều đó. Người ta dựa vào ông, nói trời nói đất gì là cái chuyện của thiên hạ thôi. Hồi chúng ta nghỉ giải lao 5 phút.